kênh của Kobe Vlog. Bây giờ mình có cái món mới làm cho các bạn coi nè. Giờ mình sẽ làm cái món ốc nướng mật mỡ hành. Mình quay cho các bạn coi nha. Đó, đây là những ốc mình mới mua nè. Ốc này nó thịt này rất là nhiều luôn á. Thấy không? Làm rất là to luôn. Con nào nấy thịt nó ra ngoài đây nè. Nhiều quá trời luôn. Mà mình ốc vỏ nó mỏng nữa. Thịt con này ăn thịt rất là ngon. Mình mua nhiêu đây hết là chỉ có 20 đồng thôi. Để chợ Việt Nam họ bán á. Giờ bên đây và chị mình đang cắt hành. Cắt hành làm hành mỡ. Thì giờ cắt hành xong rồi mình sẽ làm. Giờ mình phải đi ra nhóm lửa chứ. Ra nhóm lửa xong mình có mình phải nướng. Các bạn đi theo mình coi mình làm nhóm lửa với lại mình nướng nó nha. Giờ đang nhóm lửa nè. Nhóm lửa này đổ xăng vô á. Thấy rõ không? Rõ. Nhóm lửa đổ xăng vô than hay than củi. Nhóm lửa đổi là cháy đẹp không? Khoảng 5 phút nữa mình sẽ bắt đầu nướng ốc nha. Bạn coi nướng nha. Bây giờ mình bỏ hành vô mình nấu nha, hành nè. Nhìn thấy đã không? Bây giờ mình bỏ vô mình sẽ nấu lên. Không phải nấu, mình bỏ gia vị vô hành đó. Gia vị vô hành này mình bỏ nước mắm. Mắm vô. Bỏ tí đường, tí muối. Thơm ha. Bỏ tí đường nha. Tí đường. Rồi bỏ tí bột ngọt. Tí thôi. Ngọt xong rồi bỏ tí hạt nêm vô. Hạt nêm nha. Rồi xong trộn lên. Hồi chiều quên mua hành mỡ, mình lấy dầu mình làm luôn. Dầu làm cũng vẫn được. Món thơm, bỏ thêm tí nước mắm nè, cho nó thơm. Mình bỏ này vô, bỏ một chén. Cái nữa nướng ốc á, mình bỏ vô, nướng được. Đây là chén hành mỡ rồi. Rồi mình chuẩn bị lát nữa mình nướng mình bỏ vô ốc nha. Bây giờ mình bắt đầu mình làm trong khi chờ đợi nước lửa nó thần á. Làm muối tiêu chanh sẵn luôn để khỏi không làm. Bỏ muối nha. Bỏ muối vô. Xong rồi bỏ bột ngọt vô. Làm muối tiêu chanh chỉ cách làm nè, ăn rất là ngon luôn. Rồi bỏ bột ngọt vô nè. Cho thêm tí bột ngọt nữa. Bạn người mai mốt mở tiệm bán. Ok. Ok. Giờ dặn quay tiêu bỏ vô. Ok, nghe tiêu bỏ tiêu vô nha. Muối tiêu chanh nè. Muốn ăn cay nữa thì bỏ cắt ớt bỏ vô. Mình sẽ cắt thêm ớt bỏ vô. Ớt ngon. Ớt này ăn rất là thơm luôn. Ăn như ớt thịt hột vịt lộn. Ngon. Ăn seafood rồi phải ăn muối tiêu chanh ớt. Làm đơn giản thôi mà ăn rất là ngon.
rồi cắt cắt thêm ớt bỏ vô cho nó nhiều nhiều, ăn nó cay nó ngon. Rồi nhà mình có trồng cây chanh á, cây chanh hôm bữa mấy bạn thấy cây chanh nhỏ xíu nè, mà nước không nha, mình cắt ra thử nè, nước không à, thơm à, chanh nó thơm, vỏ mỏng mà nước không à, y như đất á, nước luôn đó. Thơm thì chanh này thơm thì chanh này nó ngon, mua cây chanh đáng cây chanh lắm. Mua bây giờ có 1 trái 2 trái giờ đi ra cả 100 trái. Nước nhiều không? 3 trái nhỏ thôi là đủ ăn. Luộc bún. Đó. Đó. Rồi xong, thấy muối tiêu chanh của mình ngon không? Hấp dẫn ha. Chưa. Ok, giờ mình để cho lửa hừng xong rồi mình ra mình nướng ốc nha các bạn. Nha, giờ mình bắt đầu. Giờ lửa đã hừng rồi, giờ mình bắt đầu mình bỏ ốc lên nè. Ốc của mình nè. Bỏ lên. Hết sảy luôn. Cầm camera giùm người đẹp. Rồi chạy cầm camera quay vô lấy bún mà bỏ ốc lên vô nhắc bún xuống lần đầu tiên có món mới ốc mà nướng ghê chứ ốc người ngày nào ốc lâu lâu có nướng ăn thôi. Lâu lâu làm món thịt này kia đủ loại cá ốc ghẹ cũng làm được hết. Ốc này thịt nó ăn như ốc hương á, thấy thịt nó bự không, nó lòi ra ngoài luôn. Ốc này nướng lên chắc mỡ hành nữa thôi chứ nói gì nữa. Ok, rồi nhìn thấy đã chén mỡ hành của mình nè. Giờ bắt đầu ốc nó sôi á, mình bỏ hành mỡ vô nha. Sôi lên nè, quá đã quá đã. Bên đây nữa nè. Đây, ốc này mình mua người ta đã là pháo hoa pháo hoa. Ốc này mình mua họ đã luộc sẵn rồi, mình giờ chỉ cần chế biến thôi chứ không cần làm gì nhiều. Mình làm cái này ốc mà có thể nướng thành mỡ, vài bữa mấy bạn cũng có thể làm ghẹ nướng thành mỡ được nha. Ok luôn. Thôi nướng ghẹ nướng thành mỡ sao làm? Tách mu ra. Được. Đây tiền khen đồ đặc. Được. Ai làm nướng ghẹ nướng thành mỡ chưa ta? Chưa. Để bỏ hết ốc luôn. Đó, nhìn thấy đã không? Nó sôi lên nó dùng dục dùng dục luôn. Ồ, thiếu hết hành mỡ quá. Làm mỡ làm hết quá.
mấy con cho đây, thiếu là thiếu. Cũng chắc cũng được tạm ổn. Còn có 6 con đó. Chắc mấy con kia nướng mỏi quá, không đủ vậy các bạn ơi. Làm vừa đủ mà không đủ. Chắc mấy con kia chỉ nướng mỏi thôi. Còn nhiêu con? Còn 2 con nữa không? Ừ, thơm quá. Chắc chết giác cũng được. Tạm ổn thôi, vừa đủ. Các bạn mà thấy cảm thấy món này ngon á, các bạn làm tại nhà luôn, khỏi không ra quán. Giờ mùa dịch này tầm lum la hết thì đi đâu nữa, ở nhà ăn thôi. Nhưng con này nó chín lâu nè, con này chín rồi nè, chín sôi sùng sục nhiều rồi. Lấy ra để lên đây, con này chín rồi để lên đây qua đã. Ngon hết sảy luôn. Nếu mà mua ốc sống mình có nên luộc trước không? Ốc sống phải luộc trước chứ. Luộc trước mình mới nướng kiểu này mới được. Còn sống là bỏ lên nướng là nó thun vô nha. Đừng thấy nó thun vô lại là nướng ăn không ngon. Là khỏi lấy ra luôn đó. Nướng lại xong rồi cháy trong đó nữa rồi khỏi lấy ra luôn. Phải luộc trước cho nó ra hết rồi mới ấy. Mới nướng được. Rồi, các bạn thấy ngon không? Nhìn thấy đã không? Được. Ốc mỡ hành quá đã. Giờ nướng xong rồi mình sẽ review cho các bạn coi nha. Các bạn nhớ coi xong hãy đăng ký và subscribe giùm mình nha. Và chia sẻ nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Nó bắt đầu nó sôi lên nữa nè. Đồ. Phải chứ. Này ăn rất là ngon đúng không? Ốc này nó mua như dừa thôi, ăn nhìn nó như tự như ốc hương không? Mà phải ốc hương nha. Ốc này ốc ở Mỹ mà không biết ốc gì. Bây giờ ốc mình đã nướng xong hết rồi nè. Các bạn nhìn ốc này nướng xong hết rồi. Bây giờ chuẩn bị ăn thôi. Thấy đã không? Đó. Bây giờ cái muối nè, muối tiêu chanh của mình làm nè. Giờ mình quậy nó lên. Chưa ăn thì đừng quậy. Giờ quậy lên rồi mới ăn nó mới ngon. Tại gia vị nó ra từ từ nó ngon. Giờ ăn thử con cho các bạn review các bạn coi nghe nha. Con ốc này bự nè. Ăn thử con này thử. Lấy nó ra từ từ nè. Ồ, trứng không á. Rồi các bạn coi nè. Ồ, ngon chưa? Quá đã luôn á. Giờ ăn thử nha. Ghim vô chấm này chút xíu. Này ăn rất là ngọt luôn các bạn. Nướng mỡ hành ăn rất là ngon. Mày thấy không? Ốc bự không? Ăn rất là ngọt, nướng ăn rất là ngọt nha. Nướng mỡ hành nữa. Ăn rất là đã. Giờ dám thêm mời các bạn giờ thêm cá nữa.
Quá đã luôn. Các bạn thấy thích cái video của mình đó, nhớ đăng ký và chia sẻ cho mình nha. Mình sẽ làm mấy cái video mà nó nhiều video hơn, rồi nhiều món ăn lạ hơn cho các bạn coi. Giờ mình ăn cái trứng của nó nè. Ốc này mình ăn trứng được nha các bạn. Ốc này mình ăn trứng được luôn. Thấy trứng lấy ra nè. Đã chưa? Ốc này mình ăn trứng được. Mình chấm vô nè. Lỡ hành vừa ăn vẫn ngon. Ngon quá. Rồi bây giờ mình tắt cái hả? Bây giờ mình sẽ kết thúc cái video tại đây nha. Bây giờ mình cho vợ mình ăn. Vợ mình đang ăn, đang cầm máy quay á. Giờ mình kết thúc cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nếu mà các bạn mình thấy thích video này thì hãy đăng ký giùm mình nha. Tạm biệt các bạn.